Harry Won gây lo lắng vì thường xuyên say xỉn, Trấn Thành ân cần chăm sóc. Những ngày qua, nữ ca sĩ Harry Won khiến không ít người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ trên trang cá nhân về việc thường xuyên uống rượu với tần suất 2 ngày một lần, thậm chí uống đến mức say xỉn. Cô từng bộc bạch mới nói tạm ngưng, mà sao giờ lại nhớ, khiến nhiều khán giả không khỏi băn khoăn về lý do khiến cô buồn. Dù chưa rõ nguyên nhân, nhiều người đã gửi lời động viên và khuyên Harry Won hạn chế việc say xỉn để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau thời gian tâm trạng xuống dốc, Harry Won đã dần lấy lại tinh thần. Mới đây, cô chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ khi đi du lịch Thái Lan cùng chồng là MC Trấn Thành, em gái Uyển Ân và một số bạn bè thân thiết như ca sĩ Ali Hoàng Dương. Trên trang cá nhân, Harry Won đăng tải loạt hình ảnh dễ thương của cả nhóm khi diện đồng phục, cùng nhau thưởng thức ẩm thực và mua sắm tại đất nước Chùa Vàng. Cô vui vẻ viết, kỷ niệm vui tiếp. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, nhiều bình luận bày tỏ niềm vui trước hạnh phúc viên mãn của cặp đôi nổi tiếng. Trước đó, Trấn Thành cũng đã ân cần chăm sóc vợ khi cô buồn và say xỉn. Anh không ngần ngại để lại bình luận mắng yêu vợ, hư thúi, trong khi Harry Won cảm ơn chồng vì đã lo lắng cho mình, tối qua phải lo cho người xỉn. Em không quên ơn đó hén. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn tự thưởng cho mình một chiếc túi hiệu đắt đỏ như cách để an ủi bản thân sau những ngày buồn. Harry Won chia sẻ, hiểu sao con gái cứ buồn là đi mua sắm, có nó tự dưng vui ngang. Cô cũng tiết lộ thêm rằng chiếc túi này là món quà từ Trấn Thành, nhằm động viên vợ vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau gần 8 năm chung sống, Harry Won và Trấn Thành vẫn luôn nhận được sự yêu mến của khán giả. Dù đã từng đối mặt với nhiều tin đồn, trong đó có cả nghi vấn về hợp đồng hôn nhân, cặp đôi vẫn chứng minh tình cảm bền chặt và tiếp tục tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Mặc dù đã kết hôn nhiều năm, họ vẫn giữ lửa tình yêu như thuở mới cưới. Nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ mong muốn Harry Won và Trấn Thành sớm có con để gia đình thêm phần trọn vẹn. Trước đây, Trấn Thành từng chia sẻ về chuyện sinh con, tôi là người chỉ làm điều gì khi thấy chắc chắn. Khi nào hết ham chơi, khi nào không còn ước mơ cần thực hiện và cuộc sống ổn định, tôi sẽ rất sẵn sàng sinh con để có thêm niềm vui. Nhưng hiện tại, vợ chồng tôi vẫn còn nhiều hoài bão chưa hoàn thành.